Và hôm nay tôi với cương vị là người đứng đầu của Thẩm mỹ viện Siam Thành phố Hồ Chí Minh rất trăn trở vì việc là tổ chức một hội thảo về hút mỡ và các biến chứng sau hút mỡ để cho khách hàng của chúng ta có thể hiểu rõ hơn về hút mỡ cũng như các rủi ro có thể gặp khi lựa chọn dịch vụ làm đẹp này. Năm 2016, Viện Thẩm mỹ Siam Thái Lan là đưa công nghệ BodyJet lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam. Và chúng tôi đã áp dụng công nghệ BodyJet cho tới nay là được 4 năm. Thật ra, chị hồi đó giờ là chị chỉ sau khi mà phẫu thuật hỏng, chị chỉ có một mong ước rất là đơn giản là mình được quay trở lại á như xưa. Tính đến ngày hôm nay thì em làm được khoảng 17 đến 18 ngày thì mấy chị thấy là em hoàn toàn bình phục. Trình đã tài trợ mà mình trong số 5 khách hàng này, chị rất hạnh phúc. Chị cảm ơn chương trình rất nhiều. Viện Thẩm mỹ Siam Thái Lan, đơn vị hàng đầu về hút cây mỡ tại Đông Nam Á.